chốt chặn khu vực cấm. Du khách vẫn cứ đòi vào chụp ảnh, chỉ để chờ đợi tàu đi qua. Và nếu không đi được đường chính, thì sẽ có lối đi khác. Ở quán dẫn đi đằng trước qua đây chứ không đi ở cái đường bên dưới. Chờ con, đây là mình đi theo đường tiểu ngạch. Còn đường đi chính không bao giờ được mở cửa. Còn tuyến không bao giờ có biển cấm như kia. Người dân đi đường khác nên mình không kiểm soát được. Mình chỉ kiểm soát được tại chốt này thôi ạ. Tại chốt này ta vẫn đi vào bình thường mà. Dạ. Thế thì em không biết. Không biết nên không kiểm soát được. Du khách vẫn cứ vô tư chụp ảnh giữa đường dây. Hàng quán tấp nập đón khách. Mặc kệ biển cấm, các hộ kinh doanh vẫn có nhiều cách chống chế. À đúng rồi, phải đóng cửa, nhưng mà đây là nhà anh mở cửa, anh ngồi ví dụ bạn bè anh đến chơi ngày thứ bảy chủ nhật đến chơi thì làm sao đấy. Thì chúng tôi biết là sai, nhưng về cái tình nghĩa thì thực ra là đây là cuộc sống mưu sinh. Tàu thì mình có cử động gì đâu, mình ngồi vào trong này thì tàu đi có trước mặt thì cũng thoải mái, có gì đâu. Ngay cả khi biết phố cà phê đường tàu đã bị cấm, nhưng tour du lịch này vẫn dẫn du khách đến tham quan. Thế nên họ cũng thích đến thôi, thích đến thì mình cứ đến thôi. Nhất là vào dịp cuối tuần, hàng trăm lượt khách đổ về đây. Dù các phường đã bố trí nhiều chốt chặn tại đầu các tuyến phố, nhưng dường như các biện pháp chưa thực sự hiệu quả. Dẹp xong thì đâu lại vào đấy. Không có tình trạng là buông lỏng cũng như bắt cóc của đĩa. Tuy nhiên cũng có những lúc mà lực lượng thiếu hụt dẫn đến cái việc mà thiếu lực lượng, do đó người dân cũng đã tranh thủ những cái thời điểm đó để có thể là đưa dẫn khách vào và gây khó khăn cho chúng tôi. Và chúng tôi rất mong là cũng được cái sự hỗ trợ của các cái sở ngành. Cơ bản là chúng ta phải xử phạt được các hộ kinh doanh đây thì họ mới chấp hành. Còn nếu mà như trường hợp hiện nay thì chúng tôi chưa có phương án để xử phạt. Ai cũng biết rõ về nguy cơ mất an toàn hành lang đường sắt. Thế nhưng nếu chủ quan thờ ơ, không xử lý triệt để, thì vi phạm vẫn cứ tái diễn và nguy hiểm vẫn sẽ luôn rình rập.